Các bạn sinh viên trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 sách cánh diều, chương 6, bài 3, phần bài tập. Bài 1, biểu đồ cột kép ở hình 33. Biểu diễn thu nhập bình quân đầu người trên năm của Việt Nam và Singapore trong các năm từ 2015 đến 2020. Các em quan sát biểu đồ hình 33. A. Lập bảng thống kê tỷ số thu nhập bình quân đầu người trên năm của Singapore và thu nhập bình quân đầu người trên năm của Việt Nam trong các năm nói trên theo mẫu ở bảng 11. Viết tỷ số ở dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần 10. Rồi trước hết là các em quan sát biểu đồ cột kép ở hình 33. Việt Nam là cột màu xanh, Singapore là cột màu cam. Trước hết là chúng ta phân tích năm 2015. Bình quân thu nhập đầu người trên năm của Singapore là 55.647 đô la Mỹ. Việt Nam là 2.097 đô la Mỹ. Ở đây chúng ta tính tỷ số thu nhập bình quân đầu người trên năm của Singapore và Việt Nam. Thì ta lấy Singapore chia cho Việt Nam. Được chưa? Chúng ta lấy kết quả ở dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần 10. Rồi, chúng ta được kết quả là xấp xỉ 26,5. Xấp xỉ 26,5. Tức là cái tỷ số này cho biết là thu nhập bình quân đầu người trên năm của Singapore trong năm 2015 gấp Việt Nam là 26,5 lần. Được chưa? Các em đã hình dung được chưa? Rồi như vậy là năm 2015 là tỷ số này là 26,5. Rồi tiếp theo là năm 2016. Singapore là 56.848. Việt Nam là 2.202. Tỷ số này xấp xỉ 25,8. Tức là Singapore gấp 25,8 lần Việt Nam. Tiếp theo là năm 2017, Singapore là 61.176, Việt Nam là 2.373, tỷ số này xấp xỉ là 25,8. Như vậy là Singapore gấp 25,8 lần Việt Nam, được chưa? Năm 2018, Singapore là 66.679, Việt Nam là 2.570, xấp xỉ là 25,9. Năm 2019, Singapore là 65.233, Việt Nam là 2.714, xấp xỉ là 24. Năm 2020, Singapore là 59.798, Việt Nam là 2.779, xấp xỉ là 21,5. Rồi như vậy chúng ta có nhận xét là 26,5 này giảm xuống 25,8 này. 25,8, 25,9 thì 3 năm này cái tỷ số này có thể nói là đi ngang. Sau đó giảm tiếp xuống 24, rồi giảm tiếp xuống 21,5. Như vậy là cái tỷ số này có xu hướng giảm. Từ năm 2015 đến năm 2020 là cái tỷ số này có xu hướng giảm, đúng không? B. Nêu nhận xét về sự thay đổi của các tỷ số trong bảng 11. Chúng ta có nhận xét sau. Tỷ số thu nhập bình quân đầu người trên năm của Singapore và thu nhập bình quân đầu người trên năm của Việt Nam nhìn chung có xu hướng giảm trong các khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2020. Bài 2. Biểu đồ đoạn thẳng trong hình 34. Các em quan sát hình 34. Biểu diễn số lượng lớp học ở cấp trung học cơ sở của Việt Nam trong các năm học 2015-2016, 2016-2017,
2017, 2018, 2018, 2019. Rồi, năm học này, đơn vị là 1.000 lớp này. Câu E, lập bảng thống kê số lượng lớp học ở cấp trung học cơ sở của Việt Nam trong các năm học đó theo mẫu sau. Trước hết là năm 2015, 2016. 2015, 2016 là 153,6 nghìn lớp. 153,6 nghìn lớp. 2016, 2017. 2016, 2017 là 152,0 nghìn lớp. 152,0. 2017, 2018. 2017, 2018 là 153,3 nghìn lớp. 2018, 2019 là 158,4 nghìn lớp. 158,4 nghìn lớp. Câu B, so với năm học 2015, 2016, số lượng lớp học ở cấp trung học cơ sở của Việt Nam trong năm học 2018, 2019 đã tăng lên bao nhiêu phần trăm, làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Rồi, 2018, 2019 này, so với 2015, 2016 là tăng lên bao nhiêu phần trăm? À, trước hết là các em tìm tỷ số phần trăm của 158,4 và 153,6 bằng cách lấy 158,4 nhân 100 chia 153,6, viết thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau. Ta tính được kết quả xấp xỉ là 103,1%. Các em hình dung 2015, 2016 ta coi là 100%. Đến năm 2018, 2019 là lên 103,1%. Như vậy là tăng thêm bao nhiêu? À, tăng thêm 3,1%. Tăng 3,1%. Các em lấy 103,1 trừ đi 100 là tăng 3,1%. Được chưa? Rồi, trước hết là các em tính tỷ số phần trăm của số lượng lớp học ở cấp trung học cơ sở của Việt Nam trong năm học 2018-2019 và số lượng lớp học ở cấp trung học cơ sở của Việt Nam trong năm học 2015-2016. Rồi, như thầy giáo phân tích ở trên, các em lấy 158,4 nhân 100 chia cho 153,6, viết thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau thì chúng ta được kết quả xấp xỉ là 103,1%. Từ 100 mà tăng lên 103,1, như vậy là tăng 3,1%. Vậy so với năm học 2015-2016 thì 2018-2019 tăng lên là 3,1%. Câu C, em hãy đề xuất những giải pháp để tăng số lượng lớp học ở cấp trung học cơ sở của Việt Nam trong những năm học tiếp theo, đặc biệt ở những thành phố và khu đô thị lớn. Rồi, em có đề xuất gì? Thầy giáo ví dụ như là chúng ta đề xuất giải pháp là đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ giáo viên này, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học hiện có, xây thêm các trường học mới, thì đây cũng là những giải pháp để tăng số lượng lớp học. Bài tập số 3. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 35, các em quan sát hình 35. Biểu diễn cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2020. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2020 đạt 3,27 tỷ đô la Mỹ. Ở đây các em hiểu kim ngạch xuất khẩu một loại hàng hóa là số tiền thu được khi xuất khẩu loại hàng hóa đó. Cụ thể là số tiền thu được khi xuất khẩu rau quả trong năm 2020 là 3,27 tỷ đô la Mỹ. Được chưa? Rồi, các em quan sát hình 35. A. Lập bảng thống kê kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta sang các thị trường đó trong năm 2020. Các em nhớ làm tròn kết quả đến hàng phần 10 theo mẫu sau. Rồi, chúng ta nhận thấy này. Kim ngạch xuất khẩu rau quả trong bảng này là tính theo đơn vị là triệu đô la Mỹ. Ở đây là 3,27 tỷ đô la Mỹ. Vậy trước hết là các em phải đổi 3,27 tỷ đô la Mỹ bằng bao nhiêu triệu đô la Mỹ? Đổi từ tỷ sang triệu. Các em biết là tỷ nó gấp triệu là 1.000 lần. Đúng không?
Tỷ nó gấp triệu là 1.000 lần. Vậy đổi từ tỷ sang triệu thì các em phải nhân với 1.000. 3,27 tỷ đô la Mỹ. Lấy 3,27 nhân 1.000 bằng 3.270 triệu đô la Mỹ. Rồi trước hết là Trung Quốc này. Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc năm 2020 là bao nhiêu triệu đô la Mỹ? Tổng là 3.270 triệu đô la Mỹ. Theo biểu đồ hình 35 thì kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc là chiếm 56,3%. Tức là kem tìm 56,3% của 3.270 triệu đô la Mỹ. Bằng cách là kem lấy 3.270 nhân 56,3%. Chúng ta tính được kết quả xấp xỉ là bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Xấp xỉ là 1.841,0. 1.841 triệu đô la Mỹ. Rồi, tiếp theo là ASEAN. ASEAN là bao nhiêu phần trăm? 8,8%. Các em lấy 3.270 nhân 8,8. Nhân 8,8%. Xấp xỉ là 287,8. Tiếp theo là Mỹ. Xuất khẩu sang Mỹ là bao nhiêu? 5,2%. Các em lấy 3.270 nhân 5,2%. Xấp xỉ là 170. Tiếp theo là sang EU. EU là 4,5%. Ta lấy 3.270 nhân 4,5%. Xấp xỉ là 147,2. Hàn Quốc 4,4%. Kem nhân với 4,4%. Xấp xỉ là 143,9. Nhật Bản 3,9%. Ta nhân với 3,9%. Xấp xỉ là 127,5. Khác, tức là các nước khác 16,9%. Ta nhân với 16,9%, xấp xỉ là 552,6. 552,6, được chưa? Như vậy chúng ta có nhận xét là kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc là nhiều nhất, đúng không? 1.841. Câu B, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc nhiều hơn tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang các thị trường còn lại là bao nhiêu triệu đô la Mỹ? À, nhiều hơn, Trung Quốc nhiều hơn các thị trường còn lại. Thì chúng ta lấy Trung Quốc là 1.841 này, ta trừ đi các số còn lại. 1.841 này trừ đi tổng các số còn lại. Ta tính được kết quả bằng 412, được chưa? 412 triệu đô la Mỹ. Rồi như vậy các em trả lời, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc nhiều hơn tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang các thị trường còn lại là bao nhiêu? 412 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Biểu đồ đoạn thẳng ở hình 36, các em quan sát hình 36. Biểu diễn số lượng máy điều hòa nhiệt độ và máy sưởi bán được trong 6 tháng đầu năm của một cửa hàng kinh doanh. Màu xanh là máy điều hòa nhiệt độ, còn màu cam là máy sưởi. A. Trong tháng 6, cửa hàng đó bán được loại máy nào nhiều hơn? Các em quan sát trong tháng 6. Cửa hàng bán được máy điều hòa nhiệt độ là 100 chiếc. Máy sưởi là chỉ bán được 3 chiếc thôi. Được chưa? Như vậy là máy điều hòa nhiệt độ nhiều hơn. Em trả lời câu E. Trong tháng 6, cửa hàng đó bán được nhiều máy điều hòa nhiệt độ hơn. Rồi câu B. Phân tích xu thế về số lượng máy mỗi loại mà cửa hàng đó bán được. Tháng tiếp theo, cửa hàng đó lên nhập nhiều loại máy nào? Rồi, chúng ta nhận thấy là số lượng máy điều hòa nhiệt độ bán được có xu hướng tăng. Có xu hướng tăng. Cụ thể là biểu đồ đoạn thẳng nó hướng lên này, màu xanh hướng lên này, còn màu cam hướng xuống này. Máy điều hòa nhiệt độ có xu hướng tăng này, máy sưởi có xu hướng giảm này. Như vậy số lượng máy sưởi bán được có xu hướng giảm, vậy tháng tiếp theo cửa hàng đó lên nhập nhiều máy điều hòa nhiệt độ hơn. Các
Rồi các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.